Mến chào quý vị khán giả đã đến với kênh tin tức thời sự 24 giờ hôm nay. Ngay sau đây sẽ là những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật trong 24 giờ qua. Mời quý vị hãy cùng theo dõi. Vạch trần sự thật vụ Tịnh Thất Bồng Lai, hé lộ hình phạt cao nhất ông Lê Tùng Vân phải chịu. Liên quan vụ án tại Tịnh Thất Bồng Lai, cơ quan tố tụng đã khởi tố vụ án và khởi tố cùng lúc 3 tội danh. Theo đó, ông Lê Tùng Vân bị khởi tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân và tội loạn luân. Theo nguồn tin, từ tháng 11 năm 2021, Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã vào cuộc điều tra hành vi lừa đảo tại cơ sở thờ tự này. Sau một thời gian điều tra, củng cố hồ sơ, ngày 4 tháng 1 năm 2022, cơ quan Công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can với ông Vân về 3 tội danh trên. Kết quả giám định ADN xác định ông Vân có hành vi loạn luân. Công an đã thực hiện lệnh bắt tạm giam với ông Vân, nguồn tin cho hay. Người đứng đầu cơ sở được gọi là Tịnh Thất Bồng Lai, ông Lê Tùng Vân, vi phạm giáo lý nhà Phật, vừa vi phạm luật pháp Việt Nam. Vụ án đã được khởi tố để điều tra về nhiều tội danh. Giả mạo người tu hành, nuôi trẻ mồ côi để kiếm tiền từ thiện. Ngày 5 tháng 11, Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Long An đã quyết định khởi tố vụ án liên quan đến Tịnh Thất Bồng Lai, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê Tùng Vân, sinh năm 1932, ngụ tại phường 10, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, bị can này còn bị điều tra về dấu hiệu lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân và loạn luân. Theo điều tra, năm 2014, bà Cao Thị Cúc, sinh năm 1960, ngụ xã Long Hiệu Đông, huyện Cần Đước, mua gần 2.000m2 đất tại xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Sau đó, bà Cúc xây sửa lại khu đất này để làm khu tu tại gia. Đến năm 2015, ông Lê Tùng Vân chuyển về xã Hòa Khánh Tây, sống chung với bà Cúc. Sau đó, ông Vân nhận con nuôi với danh nghĩa làm từ thiện và tự lập thành Tịnh Thất Bồng Lai, sau này đổi tên là Thiền Am bên bờ vũ trụ. Từ năm 2015 đến nay, tại Tịnh Thất Bồng Lai có 18 người cư trú, trong đó gồm 6 trẻ em và đều có mẹ ruột nuôi dưỡng, không phải trẻ mồ côi. Qua giám định, đa số trẻ em sinh sống tại đây đều có huyết thống với ông Lê Tùng Vân. Mặc dù vậy, Tịnh Thất Bồng Lai do ông Vân đứng đầu vẫn lợi dụng danh nghĩa nuôi dưỡng trẻ mồ côi để kêu gọi sự giúp đỡ của nhiều cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước. Ông Vân được gọi là sư ông nội, trong khi ông này chưa từng xuất gia. Tịnh Thất Bồng Lai cũng không có trong danh sách các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo của tỉnh Long An. Trao đổi với phóng viên VOV.vn về vấn đề này, Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó Viện trưởng Thường trực Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, trụ trì Chùa Giác Ngộ cho biết. Hiện nay, nhiều quần chúng ngộ nhận rằng đây là một nhóm Phật tử, chư Tăng Ni. Đây là những ngộ nhận rất đáng tiếc. Thật ra, cơ sở này đang đánh cháo khái niệm. Khi cơ quan nhà nước kiểm tra hành chính, họ nói là người dân bình thường. Khi lên mạng và truyền thông, họ lại nói rằng đây là chùa. Như vậy là giả mạo Phật giáo. Ông Lê Tùng Vân và các con cháu của ông tại đây chưa được thọ giới, nhưng lại tự nhận đây là chùa, đây là thầy và các sư cô. Đó là hành vi lừa đảo, Thượng tọa Thích Nhật Từ phân tích. Thượng tọa Thích Nhật Từ nhấn mạnh, việc mạo danh Phật Pháp để trục lợi là không thể chấp nhận. Họ không tuân thủ theo giới luật Phật dạy, dù họ có theo hay không theo giáo hội, bất cứ giáo hội nào mà tự mạo nhận mình là Tăng Ni để phục vụ mục đích riêng là điều không thể chấp nhận được. Điều này giống như việc một người chưa trải qua đại học y khoa, chưa làm thực tập sinh bác sĩ, không có bằng cấp bác sĩ, không được bệnh viện nào thừa nhận, lại lạm xưng mình là bác sĩ là hành vi giả dối, không thể chấp nhận được. Đối với các chùa Phật giáo tại Việt Nam, Thượng tọa Thích Nhật Từ nêu rõ, được xây dựng theo một hệ thống nhất quán từ trung ương đến địa phương. Do đó, người dân khi cúng dường, quyên góp tiền từ thiện cần phải xác định cơ sở thờ tự đó có chính xác là chùa không. Điều này có thể dễ dàng thực hiện thông qua việc liên lạc với các văn phòng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại mỗi địa phương để tránh trường hợp mất tiền cho các cơ sở gian dối như Tịnh Thất Bồng Lai. Tội loạn luân bị xử lý như thế nào? Giả mạo người tu hành, lên mạng rao giảng đạo đức, nhưng ông Lê Tùng Vân lại bị điều tra về 3 tội danh, trong đó có dấu hiệu phạm tội loạn luân. Dưới góc độ pháp lý, luật sư Hoàng Tùng, trưởng văn phòng luật sư Trung Hòa, đoàn luật sư thành phố Hà Nội phân tích. Điều 184 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định. Người nào giao cấu với người mà biết rõ người đó cùng dòng máu về trực hệ là anh chị em cùng cha mẹ, anh chị em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.
Tội loạn luân được xác định là tội phạm hoàn thành kể từ khi người nam và nữ có cùng dòng máu trực hệ thực hiện hành vi giao cấu. Trong trường hợp này, ông Lê Tùng Vân được xác định quan hệ với người cận huyết mà chính người con đứng ra làm chứng, luật sư nói. Về các hành vi của ông Lê Tùng Vân thuộc tội danh khác, luật sư Hoàng Tùng nhận định. Thông tin ban đầu cho thấy, ông Lê Tùng Vân cùng các cá nhân cơ sở này lợi dụng danh nghĩa, mạo nhận nuôi trẻ mồ côi để kêu gọi lòng tốt của người dân trong và ngoài nước giúp đỡ, trục lợi cá nhân, ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội. Đồng thời, họ sử dụng nhiều tài khoản khác nhau, đăng nhiều video với nội dung không đúng sự thật về diễn biến vụ việc xảy ra tại đây. Như vậy, tính chất lừa đảo thể hiện bằng việc gian dối, đưa ra thông tin giả, không đúng sự thật làm cho người khác tin đó là thật và giao tài sản cho người phạm tội. Về không hình phạt, phải điều tra cụ thể số tiền mà cơ sở này đã lừa đảo của người khác để có thể đưa ra mức xử phạt cụ thể với tội danh này. Ông Lê Tùng Vân và các cá nhân có liên quan có thể sẽ phải chịu mức hình phạt từ 2 năm tù cho đến mức tù cao nhất là chung thân, tùy theo mức độ hành vi phạm tội của mỗi cá nhân, luật sư Hoàng Tùng nhấn mạnh. Hé lộ mối quan hệ phức tạp gây rúng động ở tỉnh thất Bồng Lai. Trong 18 người cư trú tại tỉnh thất Bồng Lai thì có 6 trẻ em sống cùng mẹ ruột, không phải trẻ mồ côi. Ông Lê Tùng Vân, người đứng đầu tỉnh thất Bồng Lai có mối quan hệ phức tạp với những thành viên ở đây. Cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra từ rất sớm. Những ngày qua, dư luận dậy sóng sau khi công an tỉnh Long An khởi tố vụ án để điều tra về 3 tội danh: loạn luân, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân tại tỉnh thất Bồng Lai, Thiền Am bên bờ vũ trụ. Hiện cơ quan điều tra vẫn đang trong quá trình lấy lời khai những người liên quan. Trong đó, ông Lê Tùng Vân, 89 tuổi, có dấu hiệu phạm cả 3 tội danh trên, bao gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng quyền tự do, dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân và tội loạn luân. Khả năng cơ quan điều tra sẽ khởi tố bị can một tội danh đối với ông Vân và quá trình điều tra, đủ tài liệu chứng minh sẽ tiếp tục khởi tố 2 tội danh còn lại, một điều tra viên chia sẻ. Theo nguồn tin của phóng viên Dân Trí, cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An, Công an huyện Đức Hòa đã có một thời gian dài điều tra về những sai phạm tại tỉnh thất Bồng Lai. Qua quá trình xác minh, ông Vân có cuộc sống và mối quan hệ phức tạp với một số người trong tỉnh thất Bồng Lai. Tội loạn luân có thể chịu mức án 5 năm tù. Theo luật sư Lê Thị Bích Chi, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên Viên An, liên quan đến vụ việc xảy ra tại tỉnh thất Bồng Lai hay còn gọi là Thiền Am bên bờ vũ trụ, mới đây, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra về 3 tội danh, bao gồm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, điều 174, tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, điều 331 và tội loạn luân, điều 184. Trong đó, tội loạn luân là tội đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Tại điều 184 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định, người nào giao cấu với người mà biết rõ người đó cùng dòng máu về trực hệ là anh chị em cùng cha mẹ, anh chị em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Theo đó, tội loạn luân có những đặc điểm cơ bản về cấu thành tội phạm như sau. Về hành vi khách quan, loạn luân là hành vi giao cấu một cách tự nguyện, thuận tình giữa những người có cùng dòng máu về trực hệ như giữa cha, mẹ đối với con, ông, bà đối với cháu nội và cháu ngoại, giữa anh chị em cùng cha mẹ hoặc anh chị em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha. Lưu ý, trong trường hợp thực hiện hành vi giao cấu giữa cha mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng thì không bị truy tố về tội loạn luân, mà tùy thuộc vào trường hợp cụ thể, người có hành vi giao cấu có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội hiếp dâm hoặc cưỡng dâm nếu có sự ép buộc hoặc cưỡng bức. Về chủ thể của tội phạm, cũng như chủ thể của các tội phạm khác, chủ thể của tội loạn luân cũng phải có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự và đảm bảo đủ tuổi theo quy định của pháp luật. Về tuổi chịu trách nhiệm hình sự của tội loạn luân, hai người có hành vi giao cấu phải đều từ 16 tuổi trở lên. Trường hợp có một trong hai người dưới 16 tuổi thì người đó, tức người dưới 16 tuổi, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội loạn luân, và người còn lại, người từ 16 tuổi trở lên, tùy thuộc vào tính chất, mức độ hành vi mà có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi theo quy định tại điều 142 Bộ luật hình sự năm 2015, hoặc tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi theo quy định tại điều 145 Bộ luật hình sự năm 2015. Về mặt chủ quan của tội phạm,
người phạm tội thực hiện hành vi loạn luân phải do lỗi cố ý, tức là người phạm tội biết rõ người mà mình giao cấu là người có cùng dòng máu trực hệ, là anh chị em cùng cha mẹ, cùng mẹ khác cha hoặc cùng cha khác mẹ nhưng vẫn giao cấu với nhau. Nếu do sự nhầm lẫn, không biết người mà mình giao cấu là người có quan hệ như trên thì không bị coi là phạm tội loạn luân. Về hình phạt, Điều 184 Bộ Luật Hình sự năm 2015 chỉ quy định một khung hình phạt duy nhất. Theo đó, người nào có hành vi loạn luân có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Liên quan đến Tịnh Thất Bồng Lai, trong vụ việc này, nếu quá trình điều tra, xác minh có căn cứ, chứng minh ông Lê Tùng Vân hoặc những người khác có hành vi giao cấu như đã phân tích ở trên thì sẽ bị xem xét, khởi tố bị can và chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.